Hải Đăng xin chào bạn. Sau đây Hải Đăng xin hướng dẫn các bạn cách bột kẹo đôi. Đấy. Thế cái bột Hải Đăng xin hướng dẫn các bạn. Một là các bạn dùng luôn qua cái khóa này. Hai là các bạn dùng trống xoắn hoặc là cái số 8 cũng là nó. Riêng Hải Đăng thì Hải Đăng dùng trục xoắn, thì trục của Hải Đăng phát sinh đang dùng là đã có khóa như này rồi, nên là chỉ cần trục xoắn thôi, không cần phải đấu khóa này nữa, mất hai khóa không cần thiết, chỉ cần dùng thêm trục xoắn thôi. Thật ra cơ bản thì cũng không cần phải cần dùng trống xoắn cũng được, nhưng mà đây dùng cả trống xoắn thì cũng chẳng sao, vì nó thiết kế thì nó cũng có tác dụng của nó cả. Bạn gấp đôi nhé, gấp đôi rồi. Bạn gấp đôi luồn qua cái lỗ trống xoắn. Đây bạn cầm nào, đây luôn xuống dưới, rất lạnh các bạn, tay luôn xuống dưới, móc móc quay quay tầm các bạn thích cái nút xếp càng nhiều thì các bạn xoắn càng nhiều vào. Em xoắn từ tầm ba đến năm vòng xoắn là với sếp nữa, cái đoạn tết nó cũng cao lên rồi, nó cũng nhiều luồn qua cái không luồn qua trong xoắn luôn các bạn nhé. Trong xoắn này, luồn qua trong xoắn. Làm chậm lại cho các bạn xem nhé. Bạn luồn qua lỗ này. Các bạn vòng, tết vòng rồi nhé. Nó hẳn ra, nó làm lại rồi. Các bạn tết rồi, tết được rồi nhé. Thế rồi các bạn luồn lỗ qua. Qua cái lỗ, đút trong xoắn này. Đấy, cho luôn có trong xoắn nào. Các bạn đừng giữ chặt bộ, kéo lên. Cái nốt tết nó cao lên này các bạn nhìn. Nốt tết nó cao lên như này. Thì các bạn vòng nhiều vòng. Đây gọi là nốt tết. Thường là dùng cước cước linh, nhưng mà đây dùng cước màu để hướng dẫn các bạn. Không tiếp các bạn vòng 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 các bạn vòng xoắn ở đây, xoắn xoắn 5 đến 10 vòng.
xong các bạn luồn trong xoắn qua. Đây, vòng lại cho bạn xem. Vòng lại các bạn xem. Dây hơi cứng. Bạn vòng. Đây. Vòng tay ra. À, đây là cứ xoắn đi. Cứ vòng đi. Vâng. Các bạn luồn luồn trong xoắn qua. Các bạn đừng luồn sâu nhé, luồn mớm thôi. Luồn sâu đến lúc các bạn kéo thì nó sẽ luồn mớm này thôi. Vòng càng vòng nhiều thì cái mối tết nó càng 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 dài, nhá. Đây vòng ít nên là mối tết nó không được dài. Đấy, bạn nhìn. Đấy. Nhìn này. Mối tết đây nó sẽ chĩa ra hai bên này, bạn nhìn chĩa ra hai bên mối tết của nó chĩa ra hai bên. Để mùa Tết nó sẽ theo một phương tiếp đến là bạn buộc lưỡi nó sẽ bung ra hai bên. Đấy. Bung hai bên thì hai lưỡi nó không bị vướng vào nhau. Đấy, tiếp đến các bạn có thể là dùng chì xuyên tâm hoặc là thanh quấn chì. Đây cũng hướng dẫn các bạn là luôn dùng hai cái này. Đầu tiên là các bạn là chặn. Nếu mà dùng chì xuyên tâm thì các bạn dùng là chặn tròn. Chặn tròn đấy các bạn. Đây là cách buộc lưỡi riêng của Hải Đăng. Em chia sẻ cho các bạn là biết không? Các bạn có thể tham khảo. Các bạn cũng có thể không tham khảo. Luôn hai chặn hai đầu chì để các bạn muốn chỉnh chì cao chì thấp thì các bạn chọn chỉnh. Tiếp đến là lưỡi. Nếu các bạn muốn lưỡi nó theo một cái phương thẳng nhất định thì các bạn luồn từ trong luồn ra, hay các bạn mà luồn từ ngoài luồn ra thì nó sẽ bị quạt lưỡi, không có một phương. Đây, các bạn luồn luồn từ trong lưỡi luồn ra. Đây. Các bạn quấn. Từ 7 đến 10 vòng. Qua cái lỗ zip dây lưỡi nó thẳng zip. Lưỡi thẳng lưỡi sẽ thẳng cong vênh
Thầy Phương còn đứng ở đó. Cắt dây thừa. Thẳng lên. Đấy, một lưu ý các bạn nên luồn. Tại sao các bạn nhiều bạn hỏi sao anh buộc bắt buộc để thẳng vậy, bạn lưu ý là luồn từ trong ra này, nó sẽ thẳng, phương thẳng nhất định. Tiếp đến là dùng khoanh cuốn chì. Khoanh cuốn chì thì các bạn dùng chặn chân dài nhé. Mà tùy các bạn, không phải máy móc quá. Bạn dùng cái gì thì dùng. Đây mình thường dùng thì chặn chân dài. Tiếp đến là thanh có chì. Có thể các bạn không cần dùng, nhưng mà hướng dẫn luôn các bạn không cần dùng chì bên này, bạn dùng chì một bên cũng được, dùng hai bên cũng chẳng sao, vì mỗi người câu một kiểu thích, không không ai giống một ai. Tiếp đến đoạn buộc lưỡi. Buộc lưỡi nhớ luồn nhé, luồn từ trong luồn ra. Đấy, lưu ý các bạn vậy. Luồn qua lỗ rút lại. Hướng dẫn các bạn buộc qua không kỹ lắm, là buộc cái vòng đấy thì các bạn muốn đẹp nhiều thì các bạn vòng nhiều vòng nó đẹp. Hướng dẫn các bạn là buộc kiểu đôi nhìn câu theo. Dây nó sẽ hướng ra hai bên cách nhau lên. Lúc vừa rồi test cái này test ít quá nên nó cũng hơi yếu, các bạn test nhiều, thành còn nhiều vòng mà nó sẽ khỏe, nó sẽ hướng hai bên. Sẽ hướng hai bên nhiều khỏe hơn. Đấy, cho nó tết này, em lưu ý cái nút tết này. Đấy, sẽ hướng hai ra hai bên nhiều. Cái chỗ này các bạn quấn nhiều vòng như định hướng ra các bạn này. Móc vào cái trục này cái là câu luôn. Vừa rồi Hải đang hướng dẫn các bạn về cái buộc thẻo đôi. Hải Đăng Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Hải Đăng Fishing.